Theo Phật giáo, tứ diệu đế là những sự thật của Bậc Thánh, những sự thật của những người xứng đáng về mặt tâm linh. Bốn sự thật đó bao gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tứ diệu đế của Phật giáo gồm những gì? Khái niệm chi tiết về tứ diệu đế, tức là bốn chữ diệu, trong đó chính là diệu kỳ và nhiệm màu. Chữ đế trong đó chính là sự thật. Khi kết hợp lại sẽ được hiểu rằng bốn điều có thật mà Đức Phật đã tìm ra và muốn đem chúng truyền tải tới chúng sinh. Và để giác ngộ cũng như thấy rõ được bản chất của sự khổ và thoát ly được những đau khổ thì chúng ta cần phải nắm rõ được chúng. Sâu xa hơn nữa là thực hiện, hiểu sự nhất quán và biết chúng sẽ diễn ra như thế nào. Khổ đế được hiểu là sự thật về nỗi khổ. Tập đế được hiểu là nguyên nhân đau khổ. Diệt đế, sự thật, diệt đau khổ. Đạo đế, sự thật con đường diệt khổ như thế nào. Sự ra đời của tứ diệu đế. Đức Phật không hề tự nghĩ ra tứ diệu pháp mà Ngài đã tự mình chiêm nghiệm ra mọi điều và muốn truyền đạt đến mọi người để chúng ta sớm giác ngộ và thoát khỏi bánh xe luân hồi. Sau 49 ngày thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật đã chiêm nghiệm ra và trở thành vị Phật chánh đẳng chánh giác tối thượng và Ngài đã thấu rõ được bốn sự của thế gian, đó chính là tứ diệu đế. Cùng với sự yêu thương chúng sinh, Đức Phật muốn đem mọi thứ Ngài giác ngộ được truyền bá đến mọi người. Cũng từ đó giúp chúng sinh mau thoát khỏi con đường khổ đau. Và chính tại thành Ba La Nại, Đức Phật đã giáo hóa cho năm anh em ông Kiều Trần Như sự khởi đầu của con đường thoát khỏi khổ ải nhờ vào tứ diệu đế. Ngài đã độ cho năm người giác ngộ và xuất gia theo Ngài. Từ đó, đoàn đầu tiên đã thành lập và mở ra con đường đến với chánh pháp thoát khổ ải rộng lớn sau này. Trong Phật giáo, tứ diệu đế chính là cốt tủy và nền tảng của những đạo lý nhà Phật. Con đường chân lý soi sáng cho chúng sinh thấu hiểu được nỗi khổ trong đời và thoát khỏi chúng. Khổ đế, sự thật đầu tiên. Thế gian điều tồn tại chắc chắn, đó chính là nỗi khổ và Đức Phật đã chiêm nghiệm ra được điều đó qua tu tập. Từ đó, Ngài đã truyền tải tới chúng sinh về sự tồn tại của nỗi khổ. Sự thật luôn tồn tại trong cuộc đời mỗi con người và không ai có thể tránh khỏi điều đó. Ý nghĩa đơn giản nhất có thể hiểu theo triết học thì đó chính là sự khó chịu, kham nhẫn, chịu đựng, khổ đau, hư vô khó nắm bắt được thực tại. Nhìn chung sẽ là những điều không mong muốn, những điều đi ngược lại với khát vọng của bản thân ta. Dukkha còn có thể hiểu là ghét cũng phải ở cùng, không muốn cũng nhất định phải chịu. Cũng tương ứng rằng cuộc đời mỗi chúng ta đều sẽ không tránh khỏi sự khổ đau. Những nỗi khổ diễn ra từ nhỏ cho tới lớn, theo những giai đoạn cuộc đời và khó có thể né tránh. Ta nên tìm cách đối diện và giải quyết. Ngay từ khi ra đời ta đã khóc, đó là những biểu trưng của sự khổ đau. Khi ra khỏi bụng mẹ, chúng ta đối diện với nhiều thứ thời tiết, môi trường, bệnh tật, không còn có sự bao bọc của cơ thể mẹ nữa. Ta cũng thấy khổ và bất trắc. Phật cũng từng nói, sinh ra đã là khổ. Một khởi đầu của sự khổ, ai cũng gặp ngay từ đầu đời. Sau này già đi, ta cũng đối diện với nỗi khổ, sợ già nua, xấu xí, sức lực cạn kiệt và sự cô đơn khi về già. Nhưng đâu ai trẻ mãi được, hãy chuẩn bị và chấp nhận cho giai đoạn tuổi già của bản thân. Bệnh tật ốm đau. Ở đời đâu ai chưa bao giờ bệnh tật. Huống chi ở thời đại dịch bệnh tràn lan, khí hậu thay đổi, thì cuộc đời của con người sẽ càng phải đối mặt nhiều hơn với những nỗi khổ về bệnh tật này. Chia ly đau đớn. Mọi sự chia ly đều dẫn tới khổ đau. Chia ly người yêu, chia ly người thân trong gia đình. Nỗi buồn khổ của người ở lại, ai thấu được. Tình cảm mất đi đồng nghĩa với việc tâm can cũng khổ hạnh buồn bã. Chết đi và biến mất. Một nỗi khổ và sợ hãi không ai có thể tránh được. Tuy biết là phải đối diện nhưng vẫn cảm thấy khổ, vẫn cảm thấy không nỡ từ bỏ cơ thể mà cha mẹ đã ban tặng cho ta. Những điều trái với mong cầu của ta cũng sẽ đến trong cuộc sống. Khi đó ta sẽ cảm thấy bất lực, thậm chí phẫn uất cho chính số phận của bản thân mình. Tại sao lại kém may mắn tới như vậy? Nỗi khổ, cầu không thành được cũng sẽ đeo bám ta trong cuộc đời này. Nỗi khổ tâm từ chính cơ thể ta. Khi phải chứng kiến những điều buồn bã, những sự thất vọng, những nỗi đau, sự cơ cực, cơ thể này sẽ phải chịu buồn khổ, thậm chí là thất vọng cao độ. Tập đế, nguyên nhân của mọi đau khổ. Chúng ta thường luôn than thân trách phận về nỗi khổ của bản thân mình mà không hiểu vì sao bản thân lại khổ đến như vậy. Điều đó luôn ám ảnh tâm thần và trí óc của chúng ta, khiến cho bản thân khó lòng nào thoát ra được. Đức Phật đã chiêm nghiệm và lý giải rằng mọi nỗi khổ trên đời này không đâu xa. Chúng sinh ra bởi chính trí tuệ suy nghĩ và hành động của mỗi người. Sự vô minh của trí tuệ không đủ sáng suốt để còn vượt qua những cám dỗ. Một cái tâm đam mê sắc dục, tham vọng, hướng đến những điều xấu xa thì khó lòng nào có thể đến được nơi cực lạc. Ngược lại,
Chúng chính là nguyên nhân dẫn tới các khổ đau trong cuộc đời người. Diệt đế, sự thật thứ ba. Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có thể tiến đến hạnh phúc. Loại bỏ được những nỗi khổ trong cuộc đời, điều đó sẽ thực hiện được nếu như tâm ta luôn sáng. Loại bỏ được những sắc dục, những tham sân si trong cuộc sống. Và để đạt được điều đó, chúng ta phải tu tập ngay từ bây giờ. Hãy hướng theo và làm theo những điều Phật dạy. Một khi tâm sáng, ta sẽ sớm thoát khỏi được khổ ải, dần dần sẽ thoát khỏi cả bánh xe luân hồi. Đạo đế, sự thật thứ tư, phương pháp diệt khổ. Đạo Phật chính là con đường dẫn ta tới sự diệt khổ. Con đường mà Đức Phật đã tìm ra để đi đến sự diệt khổ tên là đạo đế. Một con đường thực hiện đúng bát chánh đạo. Sự thông suốt của con người hướng đến điều thiện lành tuyệt đối. Tâm trong sáng, không sân si. Chúng ta cần có kế hoạch và sự tu tập của bản thân. Đừng quá vội vã trong bất cứ hành động nào. Hãy thật cân nhắc hậu quả của mọi việc mình đã, đang và sẽ làm. Bởi mọi thứ có thể ảnh hưởng tới chính quãng đời còn lại của bản thân ta cũng như thế hệ tương lai. Tứ niệm xứ là gì? Ý nghĩa bốn niệm xứ: thân, tâm, pháp, thọ. Tứ niệm xứ là một thuật ngữ Phật giáo, được hiểu là sự xây dựng, thiết lập chánh niệm tỉnh giác nhằm giúp con người đạt đến sự giác ngộ viên mãn và tâm tỉnh thức. Tứ là bốn, niệm là hằng nhớ nghĩ, xứ là nơi chốn. Vậy tứ niệm xứ được hiểu là bốn nền tảng cốt lõi của đạo đế mà những người học Phật cần phải chú ý coi trọng, để tâm và ghi nhớ, quan sát, đó là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ. Hay trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng có nói, thực hành thiền quán sẽ tập trung vào bốn đối tượng, đó là thân, cơ thể, thọ, cảm giác, tâm và pháp, các nguyên tắc hay phạm trù chính trong giáo lý của Đức Phật. Tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Trước khi thực hành tứ niệm xứ, Phật dạy rằng phải giữ gìn giới luật. Có trì giữ giới luật thì thân tâm mới được trong sạch, nhẹ nhàng để bước vào hành thiền đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Ý nghĩa của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là con đường duy nhất giúp chúng sanh vượt qua bể khổ và giúp chúng ta thẳng tiến đến sự giác ngộ, giải thoát cao nhất. Cũng là con đường duy nhất bất hoại, bất tử, không thay đổi theo không gian và thời gian. Phân tích ý nghĩa của tứ niệm xứ. Thân quán niệm xứ, quán niệm về thân. Quán tâm vô thường, quán niệm về tâm, quán pháp vô ngã, quán niệm về pháp, quán thọ thị khổ, quán niệm về thọ. Quán niệm về thân, có nghĩa là thực hành thiền định về thân thể mang lại sự bình yên, nhẹ nhàng trong cuộc sống. Thực hành quán niệm này sẽ thông qua hơi thở, thông qua cử chỉ và các bộ phận cấu thành. Quán thân thông qua hơi thở. Đây là hình thức quán sổ tức, đếm hơi thở. Và còn phải theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra dài ngắn như thế nào. Lúc ấy, chính bản thân ta nhận thức và biết rõ được tầm quan trọng của hơi thở mình. Con người có thể nhịn ăn, nhịn uống trong một thời gian dài, không thể thiếu hơi thở, nếu không có hơi thở sẽ không còn mạng sống. Phật dạy rằng, khi hít vào thở ra thì chúng ta phải ý thức và theo dõi được hơi thở ấy. Hơi thở ra dài, ngắn thì phải biết là dài ngắn thật sáng suốt và tỉnh táo. Quán thân thông qua cử chỉ hoạt động, tức là thông qua các hoạt động, cử chỉ như đi, đứng, nằm, ngồi để kiểm soát các hoạt động của thân thể. Đức Phật khuyến cáo người Phật tử phải ý thức trong từng hành động, phải nhận thức được rằng khi đi, ta biết mình đang đi và đi đâu, khi đứng, mình biết mình đang đứng và đứng ở đâu, khi ngồi, biết mình ngồi và ngồi như thế nào. Từ đó, thông qua quán thân giúp ta kiểm soát hành động của bản thân bằng chánh niệm, đưa ta trở về sống với hiện tại, xa lìa lối sống tìm cầu hạnh phúc bằng tưởng tượng viễn vông. Quán thân bất tịnh thông qua các bộ phận sai biệt cấu thành. Theo truyền thống của Phật giáo, thân con người do tứ đại hợp thành, tức là bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Thân này chịu sự chi phối của sanh, lão, bệnh, tử. Tuy nhiên, quán thân là bất tịnh, là vô thường, ta không được bi quan về nó, bỏ rơi hay hủy diệt nó. Bởi lẽ, mục đích của quán thân bất tịnh là nhằm đưa con người vượt khỏi sự vướng mắc, quỷ lụy đau khổ chấp trước vào thân này. Quán niệm về thọ. Thọ là nói tắt của cảm thọ, tức là khảo sát tâm lý con người, cơ sở không thể thiếu trong việc hình thành tâm thức con người. Thọ bao gồm có thân thọ và tâm thọ. Thân thọ mà tâm không thọ,
hoặc thân và tâm đồng cảm thọ. Nói tóm lại, thọ sẽ có 3 trạng thái. 1. Lạc thọ là tâm lý hưng khởi sung sướng, thích thú trước đối tượng. 2. Khổ thọ là trạng thái tâm lý khổ não, buồn chán. 3. Bất khổ bất lạc thọ là tâm lý trung dung, không thiên lệch về phía lạc cũng như về phía khổ. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, do duyên tiếp xúc với lạc nên lạc thọ khởi, do duyên tiếp xúc với khổ nên khổ thọ khởi, do duyên tiếp xúc với bất khổ bất lạc nên bất khổ bất lạc thọ khởi. Theo Kinh Trung Bộ 3 số 140, và làm thế nào để nhận diện được thọ? Đó là phải có mặt của ý thức, nếu không có ý thức về nó thì sẽ không có cảm tưởng về lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Thọ càng nhiều, chúng ta càng thấy hạnh phúc, tuy nhiên sự khổ hạnh luôn đi cùng sự hạnh phúc. Con người ta luôn lo sợ chết sớm và không được hưởng của cải vật chất đã tạo ra, hay luôn lo sợ của cải bị đánh cắp và sẽ vô cùng buồn khổ khi điều đó xảy đến. Hoặc vì sai cơ lỡ vận trở nên trắng tay, con người lại càng đau khổ cùng cực, thất vọng, chán trường, đó là nỗi khổ của những lạc thọ thuộc vật chất. Tuy nhiên, cảm thọ đưa đến khổ đau hay ăn lạc tùy thuộc rất nhiều vào mức độ giác ngộ của chúng ta. Đối với người Phật tử có tu tập, có trí tuệ quán chiếu thì luôn làm chủ được tâm mình trước những cảm thọ. Quán niệm về tâm. Thực ra, nói đến tâm, chúng ta rất khó bàn vì ta không thể nói tâm là... Như nói đến một sự vật cụ thể. Tuy vậy, ta vẫn nắm bắt và nhận diện được nó. Ta vẫn thường nghe nói đến tâm qua các khái niệm tâm thiện, tâm ác, tâm ích kỷ, tâm tham, tâm sân, tất cả đều là những biểu hiện của tâm trong đời sống. Quán tâm, tức là ta đang dùng tâm để quán tâm, tức là ta đang ý thức về tâm mình để thấy được sự có mặt và hoạt động của nó. Tâm cũng có cảm giác đau khổ và an tịnh, vì thế mà con người luôn tồn tại một căn bệnh trầm kha khó chữa. Tâm bệnh xuất phát từ nguyên nhân chính là do tham sân si, tham về của cải vật chất, địa vị, tình cảm. Tham không được vì sân hận, khổ đau sầu não mà sinh ra bệnh. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, chấp tâm thức là thường còn sai lầm và tệ hại hơn là chấp thân xác là thường còn. Vì thân xác người còn có thể tồn tại vài chục năm cho tới 100 năm, còn tâm thức của người thì sanh diệt đổi thay trong từng giây phút. Theo Tạp A Hàm. Quán niệm về Pháp. Theo giáo lý nhà Phật, chữ Pháp được hiểu là bao hàm cả vũ trụ và nhân sinh, vật chất và tinh thần, tâm lý và vật lý. Pháp được chia thành hai nhóm là sắc Pháp và tâm Pháp. Sắc Pháp có hình chất gây trở ngại và không có tri giác như cái bàn, cái cây hay ly nước. Tâm Pháp là Pháp không có hình tướng, không thể nhìn thấy được, nhưng có tri giác. Quán niệm Pháp hợp đủ sắc Pháp và tâm Pháp. Sắc Pháp được chỉ chung cho thân người và các Pháp ngoại giới. Sắc Pháp và tâm Pháp đều do nhân duyên mà thành nên chúng là hư vọng. Kinh Lăng Nghiêm dạy, nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu sanh, nhân duyên ly tán, hư vọng hữu diệt. Nghĩa là, các nhân duyên nhóm hợp thì giả dối có sanh, các nhân duyên chia rẽ thì giả dối có ngoại diệt. Vậy đủ biết, tất cả các Pháp làm nhân duyên cho nhau, chứ không có tự tướng, không có tự tướng, tức là vô ngã. Ví như trong giấc chiêm bao, vì nhân duyên chiêm bao hiện ra thấy có cảnh này cảnh khác và người chiêm bao cũng tưởng đó là sự thật. Đến khi tỉnh giấc mới nhận ra đó là viễn cảnh trong giấc mơ. Chúng ta cũng thế, nếu không tự nhận ra sự giả dối của sự vật. Trong khi tâm duyên với cảnh, cảnh duyên với tâm, vạn vật hiện ra giữa vũ trụ, chúng ta tưởng là thật có. Nhưng kỳ thực, các pháp đều là vô ngã. Do không biết đến pháp vô ngã, nên tâm muốn yên vui mà không lúc nào được an yên, luôn bị lôi cuốn vào vòng xoáy sinh tử. Vì vậy, pháp quán niệm chính là đưa thân và tâm trở về sống với thực tại vốn có. Đức Phật đã khẳng định việc tu tập bốn niệm xứ này, đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Kinh Niệm Xứ, Trung Bộ 1.